Ok, hello mọi người, mình là Mai Phương đây và đây sẽ là một buổi tường thuật trực tiếp. À không phải, buổi tường thuật gián tiếp. Thì mình chơi ở server Hàn Quốc, Nhật Bản nha. Và cái team mình thì cái ông bay ổng pin vào Pekado hay gì á. Nhưng mà cuối cùng mình thấy đông quá, nản quá nên là mọi người tản một hướng luôn. Và mình cũng chơi vơ, mình cũng không biết phải bay về đâu. Thôi mình chọn cái căn nhà này để mà mình bay và đáp xuống. Thì đông thì đông chứ biết sao giờ, đông thì chết làm dán mới chứ sao. Tại vì server này mình không có quan trọng rank nên là dù cho chết sớm thì không sao. I'm ok. Và mình cũng khá là may mắn khi mình nhặt được khẩu M4 đó mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua nhà tiếp theo. Đi qua nhà tiếp theo coi có cái gì không. Có thì mình loot tiếp. Tại vì tin bản chất của mình là hay loot dạo lắm. Chừng nào mà đủ nhiên liệu, đủ các vũ khí cần thiết thì mình sẽ bắt đầu đi bắn. Và lúc này thì mình đã có nghe tiếng súng râm ran rồi. Thì để lút thêm xíu nữa. Xong rồi đứng ở cái cửa sổ khe đi, khe coi có thằng nào lên không mình bắn nó. Thì đó các bạn có nhìn thấy, đây mình đã thấy một anh rồi. Bắn cũng té lửa một xíu xíu rồi đó. Nhưng mà tại vì nó khuất ngay cái xe rồi cho nên là mình không có bắn được. Xong rồi một lát có một thằng kia, một thằng nào đó nó bắn xì khói cái thằng mà mình vừa bắn yếu rồi. Thế là mình không có kill. Thì nó bắn xì khói cái thằng mà mình me lúc nãy rồi nè. Các bạn có nhìn thấy không? Thì mình bây giờ bắt đầu mình ke lại thằng đó. Nếu mà bắn được thì bắn, không bắn được thì thôi, chịu thôi. Thì nó đang lút đồ nè. Nó lút xong nó lút cái đầu lên nó bắn nè nó. Mình bắn nó không trúng phát nào luôn. Wow, mình bắn hay quá. Đó là không trúng phát nào. Thôi mình quyết định là thôi đi xuống. Đi xuống, không có dây dưa chỗ này nữa. Địa điểm tiếp theo của mình sẽ là căn nhà kế bên đây để mình loot coi có ba lô gì không. Oh, và thật may mắn mình đã loot được một cây súng thính rồi nha. Và mình đã nghe tiếng chân của con boss. Thì chơi lâu năm, ông phải chơi một khoảng thời gian thì các bạn sẽ nhận dạng được là đâu là boss ấy. Kiểu như các bạn có thể biết được đâu là boss. Đó, chỗ lúc đầu mình định lấy cái súng lục bắn. Nhưng mà chợt nhớ ra mình cho trong tay mình đang cầm cái súng thính mà. Cho nên thôi quấy lấy Uzi ra bắn nó. Đó các bạn thấy không? Mình định lấy cái súng lục để mà kill nó mà mình nhận ra là cầm súng thính là sao bắn. Thôi dùng Uzi luôn. Và ok, mình bây giờ mình sẽ đi tìm một cái địa điểm thật là đẹp trời để mà có thể bắn súng thính. Phải chạy xa cái chỗ đông người này ra, kẻo nó lại ăn của mình nữa. Ok, chỗ này thì khá là ổn áp rồi cho nên là mình quyết định bán súng thính rồi nha. Rồi bắn xong thì thôi dục chứ để làm gì. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi lút vòng vòng cái khu này coi có cái gì ngon nữa không. Rồi xong rồi khi nào mà súng thính nó đáp xuống thì mình lại tiếp tục lút thêm từ cái súng thính. Nhưng mà mình hơi lo lắng không, sợ là khi mà bắn như thế thì sẽ thu hút rất là nhiều người mà muốn ăn thính á. Cho nên là cũng khá là lo lắng. Nhưng mà thôi kệ, mình có gì mình đứng trong nhà mình ke nó, mình bắn nó chứ sao giờ. Dù sao thì mình cũng cầm khẩu Uzi và M4 thì bắn cũng khá là ổn áp. Để mình lý giải với các bạn vì sao mà mình lại rút cái súng lục ra để mà giết nó, không phải là dùng cây M4 hoặc là cái cây kia. Thì tại vì mình đang làm nhiệm vụ hành tích á, nó có nhiệm vụ là giết bằng súng SMG nè, súng lục nè, rồi nỏ này kia nữa. Cho nên là trong tay mình đang cầm một trong những cái súng mà trong thành tích thì mình quyết định là dùng nó để mà bắn á. Trong quá trình mà mình loot hòm xác á thì cục thính nó cũng đã rơi xuống rồi và có một cái chiếc xe chạy lại. Nên là bây giờ mình đứng đây mình ke cái thằng đó. Hên, thật là may là chỉ có một thằng thôi cho nên là mình có thể cân được. Chứ lỡ như mà là 3-4 thằng á, mình nghĩ là chắc mình sẽ bị cái team đó clear rồi, nó sẽ ăn thính của mình luôn. Hên quá trời quá đất luôn. Thì trong lúc mà mình loot thính thì mình thấy có một cây nỏ. Thì cái thằng kia mình bắn nó chưa có nóc, nó chưa có chết á. Mình quyết định là dùng cây nỏ này để mà giết nó. Dù sao thì cũng sẽ tính được một kill trong cái điểm thành tích của mình. Mà trời ơi, nó bị bắn nóc xong nó xả đồ từ lưa hột dưa hết trơn nè. Xong rồi nó cứ bò lưng tung. Mình dùng cây nỏ mình bắn hoài nó không chết luôn. Mà một lần mà để bơm ép cái nỏ vô, trời ơi đã đời. Nè mấy bạn thấy không, nó nhây với mình. Nó đã ăn thính của mình rồi, cả gan ăn thính của mình rồi mà còn vần mèo vần chuột với mình nữa. Xong, thế là xong cuộc đời của em nhé.
Thì thật ra thì trong một cái hầm thính, con này mình rất là thích bắn M24 với lại khẩu ốp. Mà trong hầm thính này nó lại không có cái khẩu ốp, thì thôi mình lấy đại cái MK. Thật ra là mình không có bắn được MK. Mà thôi kệ đi, cái gì mình cảm thấy là như MK có độ sát thương cao, cho nên là tạm thời mình cứ lấy nó đi. Và mình sẽ chạy lại tại đồng đội. Mấy bạn không biết đâu, cái lúc này là tay mình rung cực kỳ rung luôn, tim mình đập hơi bị thình thịch, đập nhẹ thôi, tại vì lúc này nó chưa có gọi là hồi hộp lắm, nhưng mà thật sự rất là rung, tại vì mình sợ là nguyên một tim nào đó lại nó ăn thính của mình nữa. Mình sợ quá nên mình chạy lại đồng đội của mình nè, tại vì có người bên cạnh nó cảm giác an toàn hơn á, cứ kiểu một mình chơi chọi mình rất là sợ hãi các thứ. Thật ra thì khi mà đồng đội chạy tới chỗ mình thì là họ đi ăn thính. Xong rồi ở thùng thính thì có một thanh niên đang rút từ trước nè, nè đó thấy không? Trời ơi, cũng phải dí mèo quần chuột nữa đó. Nhưng mà trước khi mà dí thanh niên này thì mình lút xem cái cục thính này có cái gì. Wow, nó có khẩu ốp này, đúng cái mình đang cần luôn. Và có cả một bộ đồ cỏ nữa. Ok, nguyên liệu đầy đủ rồi, chúng ta đi dí thanh niên kia thôi. Tại vì mà vốn của mình á chưa có cái cớp á, mình tăng holo hên mình nóc được thanh niên đó. Mình định là dí theo thanh niên này, thanh niên mà mình vừa nóc đây, mình bắn khẩu ốp vô sẵn làm nhiệm vụ hành tích luôn. Nhưng mà cái ông bạn số 2 ông clear rồi, thôi kệ đi. Cũng loot được một mớ từ cái thanh niên này, khá là thơm bơ, tuyệt. Sugui. Khi mà cầm khẩu ốp này kia, mình có cái ngu một cái là đứng giữa đường vậy nè, đứng bang bang cho nó bắn gì nè. Đó, rất là ẩu luôn. Trời ơi, để nó bắn gần còn một miếng máu mới chịu chạy vô chỗ mà bơm máu tiếp. Cái này là tại vì hồi nãy nó chạy xe ngang á, xong rồi mình chọc chó, mình sấy nó, xong rồi nó mới dừng lại chỗ đó. Nhưng mà cái team này nó bị một team trên đồi đang me đó, cho nên là nó cũng phải chống chọi dữ lắm đó, như là đá bánh mì kẹp thịt đi. Trời ơi, mình cần đây là mình cũng rất là đang cố tập bắn mấy cái súng như thế này á, để mà canh cho chuẩn. Chỉ cần một viên nóc, một viên gạt vậy thôi. Chứ kiểu mà sấy thì trời ơi, mình mà sấy một cái là mù mắt luôn á mấy bạn ơi. Ok, với những cái trường hợp như thế này thì chúng ta phải bơm máu và chạy bo thôi. Bởi vì mình nghĩ là số 4 bơm không có máu nhiều hay sao á, bơm máu không kịp cho nên là cậu ấy đã bị gục ngã rồi. Mình thì cũng có một số lượng máu khá là nhiều nên là vừa kịp chạy bo luôn. Nói chung là team chết hết, còn mình nên mình. Trời ơi, mỗi lần mà trường hợp như thế này làm mình bắt đầu cảm thấy căng thẳng, tay rung và tim đập thình thịch. Đúng là tim đập dữ dội rồi đó. Một lát cười, một lát nữa kìa. Trời ơi, mình phải chống chọi lại với những con người kia. Mình đang tự hỏi là cái thằng này là cái giáp châu hay là do mình không bắn trúng ngay đầu nó. Đúng là dúng một viên ốp luôn, nhưng mà nó chưa có nóc. Mình nghĩ là chắc nó đang giáp ba nên là mình bắn nó không có ấy, nó không có nóc liền. Trời ơi, lúc này là hai team kia nó đang bắn nhau, mình chỉ là người hưởng ké thôi. Mà mình không biết là cái team kia như trên đồi hay sao ấy. Mình nghe tiếng trên đồi. Đứng kiểu này thì bị ăn một viên ốp là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà cái viên thứ hai mình bắn chật mọi người ơi. Tới khi viên thứ ba mình mới nhắm trúng được. Đó, ngon lành. Mình không biết là cái mấy team kia có thấy mình chưa nữa. Mình núp vào đây kiểu này nè. Trời ơi, lúc này là team mình đập dữ lắm, mạnh luôn rồi. Mình sợ là chơi game này xong chơi nhiều quá chắc mình bị bệnh tim luôn quá. Thật sự là team đập rất là rung luôn. Trời ơi, như là đấu trường sinh tử vậy trời. Tại đó giờ mình toàn là hay chơi chung với bạn bè cơ mà. Hoặc là mình là luôn luôn là người chết đầu tiên, cho nên là không có cái cảm giác mà gánh team như thế này. Mặc dù là mình chơi không phải là cái server, không phải là chơi server châu Á, chơi server này, nhưng mà nó thực sự là server này cũng như server này thôi. Cái này là toàn là người không mà, đâu phải đấu với boss đâu. Mấy người này là cũng có kinh nghiệm lắm rồi. Ui ui, ôi, tim mình đập thình thịch luôn ấy.
tim tôi. Ai. Ok, và nói chung là tường thuật một cái trận đấu của mình đến đây là được rồi. Nói chung là trận đấu này là gần 30 phút. Rất là lâu luôn và rất là căng thẳng. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái đoạn review này nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.